Các bạn đang xem tin tức thị trường xe hơi Việt trên kênh YouTube ô tô giá rẻ. Kia vừa trình làng chiếc SUV đô thị cỡ nhỏ đẹp long lanh, giá chỉ từ 370 triệu đồng, liệu có về Việt Nam? Mẫu xe ô tô đầu tiên của Kia dành cho thị trường Ấn Độ Seltos có động cơ xăng và diesel tuân thủ BS6 cùng danh sách dài các tính năng. Khi ra mắt công chúng tại Auto Expo ngày 7 tháng 2 năm 2018, Kia SP2i Concept nhanh chóng trở thành một trong những mẫu xe được mong đợi nhất sẽ xuất hiện từ hội chợ. Và ngày hôm nay, sau gần 500 ngày chờ đợi, buổi ra mắt toàn cầu của Kia Seltos đã diễn ra tại New Delhi, chấm dứt lời đề nghị về mẫu xe đầu tiên của Kia dành cho thị trường Ấn Độ. Kia Seltos là một trong những chiếc SUV hạng trung có vẻ ngoài đẹp đẽ với lưới tản nhiệt Tiger Nose lớn, đèn pha chiếu LED rất sắc nét. Một trong những điểm nhấn thú vị khác của xe là đèn báo rẽ nhiều hiệu ứng 3D, đèn sương mù Ice Coupe. Tổng cộng có 8 tùy chọn màu sắc sẽ được cung cấp cùng 5 tông màu sơn kép. Nói chung, Seltos là chiếc SUV thực sự đẹp mắt, một thứ chắc chắn sẽ khiến người Ấn Độ bị thu hút. Kia Seltos có kích thước khôn ngoan, không quá lớn cũng không quá nhỏ, trong khi Kia giữ bí mật các thông số kỹ thuật. Seltos có vẻ lớn hơn Creta ở thế hệ hiện tại. Những gì được xác nhận là chiếc SUV sẽ có động cơ xăng và diesel tuân thủ BS6 khi ra mắt, bao gồm cả động cơ xăng tăng áp TGDI 1,4 lít. Các động cơ xăng và diesel 1,5 lít mang nhãn hiệu Smart Stream sẽ phối hợp với hộp số sàn 6 cấp theo tiêu chuẩn và các tùy chọn tự động bao gồm CVT cho xăng, bộ chuyển đổi mô men xoắn 6 tốc độ cho động cơ diesel và DCT 7 tốc độ cho động cơ xăng 1,4 lít turbo. Kia Seltos có 3 chế độ lái, bình thường, sinh thái và thể thao. Thậm chí, cả các chế độ địa hình, ướt, bùn và cát, người ta cũng có thể tùy chọn sử dụng núm xoay được đặt ngay tại bảng điều khiển trung tâm. Không có nhiều chi tiết về nội thất, nhưng qua một cái nhìn qua cửa sổ có thể tiết lộ được rất nhiều điều. Cảm nhận là cabin của Seltos dường như thuộc đẳng cấp hàng đầu với màn hình 10,25 inch. Các công tắc trên bảng điều khiển trung tâm cho thấy sự xuất hiện của thông gió ghế trước, camera quan sát xung quanh 360 độ, một trong những mẫu xe được trưng bày có màn hình giải trí thông tin nhỏ hơn với các nút ở mỗi bên và phanh tăng trống ở phía sau, trái ngược với phanh đĩa cho cả 4 bánh trên các phiên bản khác. Một thiết lập có thể được cung cấp cho các mẫu thấp hơn. Điều đó nói rằng tất cả các phiên bản được trưng bày đều có ghế bọc da, cửa sổ trời và rõ ràng là có một khoảng không gian khá khá bên trong Kia Seltos. Một điều thú vị cần lưu ý là sự hiện diện của huy hiệu GT-Line trên phiên bản động cơ xăng 1,4 lít của Seltos là chiếc xe thể thao nhất trong số rất nhiều mẫu xe khác. Kia Seltos GT-Line có các điểm nhấn màu đỏ trên các bánh xe, tương phản với nội thất hoàn toàn là màu đen. Có khá nhiều công nghệ xe hơi được kết hợp trong Seltos. Bộ kết nối UVO Connect của Kia đã có sẵn trên thị trường quốc tế, cũng tương tự như hệ thống BlueLink của Hyundai Venue là một trong những tiện ích của xe. Một loạt các tính năng khác của xe sẽ bao gồm UVO Connect, cung cấp lệnh thoại dựa trên AI theo dõi và cố định xe bị mất cắp, cảnh báo an toàn, khởi động, dừng động cơ từ xa, thông báo va chạm và điều khiển từ xa các máy lọc không khí. Một phần trong danh sách thiết bị an toàn của Kia Seltos là 6 túi khí, ABS, kiểm soát ổn định điện tử, quản lý ổn định xe, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảm biến đỗ xe trước và sau, màn hình quan sát điểm mù. Seltos sẽ chính thức ra mắt Ấn Độ vào cuối tháng 8 với mức giá dự kiến dao động trong khoảng từ 11 cho đến 17 lakh, tương đương 370 cho đến 571 triệu đồng. Ra mắt, Seltos sẽ cạnh tranh trực tiếp với đối thủ đến từ Nhật Bản là Honda HR-V. Các bạn đang xem video trên kênh ô tô giá rẻ. Chúng tôi luôn đem đến cho các bạn những thông tin bổ ích và lý thú với hình ảnh minh họa sắc nét và đẹp mắt. Các bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ bài để kênh được phát triển hơn nữa. Chúc các bạn lái xe an toàn, vui vẻ, hạnh phúc và thành công.